Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme 2 Pro hàng chính hãng. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là cái phiên bản RAM 6GB, bộ phận chờ nhớ trong là 64GB. Và hiện tại cái sản phẩm này đang được giảm giá rất là lớn tại Hoàng Hà Mobile luôn. Đây, hiện tại mình đang có tham khảo tại Hoàng Hà Mobile thì giá cho cái phiên bản RAM 6GB nhé các bạn nhé sẽ là 3.690.000 và không phân biệt màu sắc, bởi vì đây là một sản phẩm hàng chính hãng mà. Và nếu các bạn thanh toán qua VNPay thì mức giá của nó sẽ chỉ còn là khoảng 3.400.000 mà thôi. Còn đối với cả cái phiên bản Realme 2 Pro phiên bản RAM 4GB này, đó, bộ nhớ trong thì vẫn được là 64GB thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 300.000. Đấy, nó sẽ là 3.390.000. Và nếu mà bạn thanh toán qua VNPay thì nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 3.100.000 mà thôi. Vậy thì với một cái mức giá rẻ như thế thì cái Realme 2 Pro này nó điểm gì đặc biệt thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta đây. Một cái sản phẩm có thiết kế mình đánh giá là tương đối là bóng bẩy. Đó, và đây là hộp của chúng ta. Cái hộp này thì là hộp là cũng đã cũ rồi nhá, bởi vì là đây là những sản phẩm hàng xả kho. Đấy, nhưng mà những sản phẩm đến tay các bạn thì mình nghĩ là hộp nó sẽ mới hơn là cái sản phẩm mà mình review này. Đấy. Ở phía sau này thì chúng ta có in thêm các thông tin về sản phẩm, ví dụ như là bộ nhớ trong với cả RAM của nó ở đây. Đấy, màn hình thì chúng ta sẽ được làm màn hình là Full HD cộng nhá. Có bộ đôi camera kép ở phía sau này. Đấy, vân 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 vân. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem ở bên trong nó sẽ có những cái gì nào. Khi mình mở hộp cái Realme 2 Pro ra thì bên trong này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đó, một cái ốp lưng dẻo nữa. Và chúng ta sẽ có một cái sợi cáp này chỉ là sợi cáp chuẩn micro USB mà thôi. Chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Cục sạc này là ghi là cục sạc Oppo ở đây, nhưng mà đây không phải là cục sạc nhanh, mà đây lại chỉ là cục sạc 5V 2A mà thôi. Đấy, chúng ta cũng có thể coi là tiền nào của đấy mà. Bây giờ cái sản phẩm này thì nó đang ở trong cái quá trình nó xả kho. Trước kia giá nó cao lắm, rơi khoảng hơn 5 triệu cơ, nhưng bây giờ thì rất là rẻ thôi, hơn 3 triệu ra đã có thể mua được rồi. Quay trở lại với Realme 2 Pro thì cái điểm đầu tiên mà mình cảm nhận thấy đó là cái sản phẩm này cầm nó khá là vừa tay luôn, nó không bị cấn tay một tí nào cả. Đấy, với một cái trọng lượng nó rơi khoảng 174g thì chúng ta cầm lên nó rất là thoải mái, không quá bị hững tay cũng như là không quá bị nặng. Đó, và cái sản phẩm này thì nó cũng được dán luôn lên đây một cái miếng dán màn hình rất là mỏng ở phía trên như này. Đấy, miếng dán màn hình này chúng ta kết hợp thêm ốp lưng thì chúng ta cũng không cần phải mua thêm bất kỳ một cái gì để bảo vệ cho máy. Đấy, tuy nhiên là cái miếng dán màn hình này nó sẽ khiến cho cái việc chúng ta vuốt chạm này nó sẽ tương đối là cấn tay, giống kiểu là chúng ta vuốt vào cái lưỡi dao dao lam ấy. Đấy, mình nói hơi quá một tí nhưng mà nó cũng giống kiểu như vậy. Cái phần màn hình này thì nó làm nhô cao hơn so với ở cái phần khung viền này, nó sẽ khiến cho chúng ta cũng trải nghiệm vuốt vào nó cấn tay, nhưng mà đối với những sản phẩm giá rẻ như này chúng ta cũng không thể nào hơn được. Đó, ở các cái cạnh của sản phẩm này thì sao? Phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm phím tăng giảm âm lượng, kèm theo đó là một cái khay để chứa hai sim và một thẻ nhớ. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm một cái phím nguồn. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chỉ là chuẩn micro USB mà thôi. Chúng ta sẽ có thêm loa ngoài, mic thoại, kèm theo đó là một cái jack cắm tai nghe 3.5mm nữa. Ở phía trên này chúng ta sẽ có thêm một mic phụ nữa thôi, chứ hoàn toàn không có cái cổng hồng ngoại để điều khiển các thiết bị ở bên trong gia đình. Ở phía bên sau này thì sao? Phía mặt sau lưng này sẽ là một cái điểm chúng ta cần chú ý, đó là cái mặt lưng này thì nó chỉ là mặt lưng bằng nhựa thôi nhé các bạn nhé, và nó để lại tương đối nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đối với cả cái phiên bản màu có thể coi là màu xanh nhạt mà mình đang cầm trên tay này thì phiên bản này nó để lại ít mồ hôi dấu vân tay hơn. Đấy, nhưng mà với những phiên bản tối màu ấy thì nó sẽ để lại rất là nhiều mồ hôi dấu vân tay. Chúng ta sẽ khắc phục bằng cái cách là chúng ta sẽ đeo thêm một cái ốp lưng cho nó nữa. Phía sau này chúng ta sẽ có một bộ đôi camera kép ở phía sau này. Đấy, một camera chính có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ mở cũng tương đối lớn đối với một sản phẩm giá rẻ, có lẽ 1.7. Và chúng ta sẽ có thêm một cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 2 megapixel. Bên cạnh nữa chúng ta sẽ có thêm đèn flash. Cái phần camera này thì nó làm hơi lồi lên so với phần mặt lưng. Đấy, nhưng mà nếu như ta đeo thêm ốp lưng vào thì nó sẽ không bị lồi nữa, và nó sẽ không khiến cái việc chúng ta phải lo lắng đến việc là bị xước camera. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến vân tay một chạm. Sản phẩm này thì sở hữu màn hình IPS nên là sẽ không có cảm biến vân tay bên trong màn hình, vì nó cũng rất là lâu rồi. Đấy, rồi cảm biến vân tay một chạm ở đây, logo Realme ở đây. Đấy, và Realme 2 Pro là cái sản phẩm đầu tiên khai phá cho những cái sản phẩm giá rẻ của Realme. Ở phía mặt trước này sao? Phía mặt trước này thì vẫn là một cái phong cách thiết kế là màn hình giọt nước thôi. Đấy, ở chỗ giọt nước này thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/2.0, và phía trên này chúng ta sẽ có một cái giải loa thoại nó rất là mảnh nữa. Phần phía trên này làm tương đối mỏng, phần viền hai bên cũng vậy. Và phần phía dưới này thì mình cũng đánh giá là cái giỏ này nó làm tương đối mỏng. Cái thời điểm mà nó mới ra mắt ấy, thì làm thế này là đã là mỏng rồi. Đấy, nhưng bây giờ thì là dày. Đấy, nhưng mà ít ra nếu mà so sánh với Redmi Note 7 cái cùng thời với cả giỏ này lúc mới ra mắt thì giỏ này nó làm mỏng hơn là Redmi Note 7. Đó, các bạn thấy không? Làm rất là mỏng luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp về màn hình thì sao. Về màn hình thì Realme 2 Pro sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ màn hình là 19.5:9, nghĩa là 2340 x 1080 pixel cho một cái mật độ ảnh rơi khoảng 409 ppi.
Với màn hình IPS mà mật độ điểm ảnh lại rơi vào khoảng 409 ppi thì ra nhìn rất là sắc nét luôn. Đấy, cái như khi mình nghiêng đi các góc như này thì nó cũng không bị sai lệch màu quá nhiều. Đấy, bởi vì đây là màn hình IPS mà. Và cái kính cường lực được trang bị trên Realme 2 Pro thì nó lại chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 thôi. Đấy, đây cũng là một cái kính cường lực nó tương đối cũ rồi, nhưng mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở trong cái tầm tiền này được. Đó, quan trọng nhất là trong cái tầm tiền này là chúng ta đã được một cái hiệu năng tương đối tốt rồi. Và tiện thể nói về hiệu năng của Realme 2 Pro thì với mức giá chỉ hơn 3 triệu thôi, chúng ta đã lựa chọn được một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 660, RAM đi kèm theo máy sẽ là 4GB hoặc là 6GB. Nó sẽ có thêm cả phiên bản RAM 8GB nữa, nhưng mà lần này xả kho như mình được biết là Hoàng Hà mới chỉ xả kho là phiên bản RAM 4 và RAM 6 thôi. Đó. AnTuTu thì mình vẫn chưa chạy lên. Đấy, và mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn ở trong cái phần thiết bị của tôi này. Đấy. RAM 6. Bộ nhớ trong là 64 và hiện tại bây giờ nó đang còn trống khoảng hơn 40GB, chính xác là 43GB ở đây. Đó. Qualcomm Snapdragon 660 các bạn nhé, RAM 6. Đó. Và mình nghĩ là với cái khoảng cách chênh lệch tiền khoảng vài trăm nghìn ý, thì nếu bạn nào mà thích lên phiên bản RAM 6GB cho nó thoải mái thì lên cũng được. Nhưng với cá nhân mình thì mình thấy là chip 660 thì nó cũng chỉ cần đến RAM 4GB là được rồi. Đấy, nhưng con chip cao hơn thì chúng ta mới cần đến mức độ RAM cao hơn. Về pin thì Realme 2 Pro sẽ sở hữu viên pin với mức dung lượng là 3500mAh, 3500. Với viên pin này thì mình cảm thấy là cũng ở mức độ hợp lý thôi. Chắc chắn là một ngày ta vẫn phải sạc đến lần thứ hai đấy. Viên pin 3500 này thì mình thấy là ở mức độ đủ dùng. Người nào ít dùng thì may ra thì được một ngày. Còn người nào sử dụng nhiều thì chắc chắn là một ngày vẫn được sạc hai lần. Còn cái sạc 5V 2A thì cũng coi là hợp lý đối với viên pin 3500. Chứ nếu mà nó lên viên pin 4000 mà đây mà sạc 5V 2A thì chắc chắn là mình sẽ chê rồi. Mà thực ra nếu chúng ta nghĩ lại thì cái sạc đi kèm theo cái sản phẩm Redmi Note 7 thì nó cũng chỉ là sạc 5V 2A thôi mà phải gánh cái viên pin 4000 thôi, con này chỉ là 3500 thôi. Thế thôi cũng có thể coi là chấp nhận được. Đấy. Ok, và như vậy là mình vừa mới mở hộp cũng như là trên tay nhanh lại cái sản phẩm Realme 2 Pro, một cái sản phẩm đang được xả kho với mức giá rất hấp dẫn, ủi camera đẹp hết tại Hoàng Hà Mobile. Các bạn cảm thấy sao về cái sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và bất kỳ những thông tin về sản phẩm này thì các bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.